Nếu bạn đang tìm kiếm kênh truyền thông hiệu quả, chắc hẳn bạn sẽ quan tâm vấn đề này. Người ta thường làm gì lúc giờ và đi thang máy? Họ xem quảng cáo. Không tin ư? Cứ 10 lần sử dụng thang máy thì hết 6 đến 8 lần người đi chăm chú vào quảng cáo. Và tổng lượt xem đạt hơn 14 triệu lượt mỗi ngày. Một cơ hội quá tuyệt vời để quảng cáo tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua hệ thống LCD và poster frame, trong khi chi phí chỉ bằng 1/10 so với các kênh truyền thống khác, mà độ nhận biết thương hiệu lại tương đương nhau. Bởi vì LCD và poster frame giúp những khoảng thời gian nhàm chán trở nên thú vị hơn. Lúc chờ thang máy ở các tòa nhà, chờ đợi ở sân bay, chờ đợi ở nhà ga, bến tàu, chờ thăm khám bệnh và tác động trực tiếp đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị. Với hệ thống bao phủ hơn 70% các tòa nhà, rộng khắp 18 tỉnh thành lớn, Chisilen Media là sự lựa chọn hợp tác tốt nhất của bạn. Không chỉ vì chúng tôi là người tiên phong, mà còn là người dẫn đầu cho xu hướng truyền thông hiện đại tại Việt Nam. Thông qua 5 kênh truyền thông tương tác trực tiếp với người tiêu dùng tại các cao ốc, sân bay, bệnh viện, siêu thị và nhà ga, bến xe, Chisilen Media theo sát từng bước chân của đối tượng tiêu dùng mục tiêu trong các hoạt động thường ngày của họ, đưa quảng cáo đến với họ một cách thoải mái và ấn tượng nhất. Với Chisilen Media, thời gian chờ đợi tạo ra giá trị vàng cho quảng cáo.